Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để đặt lịch một cái cuộc họp nhé, bằng cái công cụ là Google Meet, thực hiện trên máy tính các bạn nhé. Tại vì là video hôm trước thì mình đã giới thiệu với các bạn làm nào để tạo một cái cuộc họp ngay lập tức và mời người khác tham gia. Thế còn cái chức năng này ấy, là cái chức năng mà bạn có thể tạo một cái cuộc họp, sau đó đặt lịch với Google Calendar, tức là đặt lịch với cái lịch của Google ấy, sau đó là gửi một cái thư mời đến cho cái người mà bạn muốn người ta tham gia cái cuộc họp của bạn, hoặc là học cái lớp học của bạn chẳng hạn, vào một cái thời gian cố định nào đó trong tương lai. Bạn sẽ gửi đến cái thư mời và hỏi xem người ta có đồng ý hay không, và người ta có thể đề xuất một cái thời gian mới hay không, hay là người ta sẽ đồng ý tham gia cái cuộc họp đấy của bạn. Tương đối đơn giản thôi. Ok, ở đây là trong cái máy tính của mình nhé. Trước tiên các bạn sẽ phải tạo một cái tài khoản Google nếu như bạn muốn tạo một cái cuộc họp hoặc là đặt lịch một cái cuộc họp. Ở đây mình sẽ dùng cái tài khoản này nhé, tài khoản Google thứ nhất của mình. Mình sẽ có nhiều tài khoản Google ấy. Trước tiên là chúng ta sẽ đi đến Google Meet, thì bạn sẽ ấn vào đây, ấn vào cái nút mà các cái ứng dụng của Google, sau đó chọn là Meet nhé. Hoặc là bạn có thể đi đến meet.google.com thì cũng được. Bước tiếp theo là bạn sẽ ấn vào cái nút gọi là New Meeting. Ấn vào New Meeting, sau đó bạn sẽ ấn vào cái tùy chọn số 3 nhé, Schedule ở Google Calendar, tức là đặt lịch một cuộc họp với cái lịch của Google. Bạn nhấn vào đây, Schedule. Ok, sau khi mà mình đã ấn vào cái Schedule thì trước tiên ấy là bạn sẽ thêm cái tiêu đề của cuộc họp. Ví dụ mình có thể thêm vào đây là cuộc họp nội bộ chẳng hạn. Cái tiêu đề cuộc họp này nó sẽ hiện ra cho cái người học ấy, hoặc là cái người mà tham gia ấy. Thứ hai nữa là bạn sẽ chọn ngày nhé. Ví dụ ở đây mình đang là hiện tại là đang ngày 29 tháng 8, mình có thể chọn một cái ngày trong tương lai, ví dụ ngày mai chẳng hạn, ngày 30. Thời gian bắt đầu từ khi nào và kết thúc khi nào, bạn có thể chọn vào đây. Có thể là bắt đầu vào lúc 6 giờ tối chẳng hạn, kết thúc vào lúc 7 giờ 30 tối. 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 là 1 tiếng. Thế còn không thì các bạn có thể chọn vào đây 1 giờ 3, 23 giờ, 4 giờ, 5 giờ, cái đấy tùy bạn nhé. Ví dụ bạn có thể đặt lịch hẹn với người ta trong vòng 2 tiếng rưỡi chẳng hạn, thì nó sẽ đến là 9 giờ tối. Và thời gian đây, thời gian ngày 30 tháng 8. Tiếp theo là cái tùy chọn mà lặp lại hay không. Tức là nếu mà bạn muốn lặp lại cái cuộc họp này hàng tuần, hàng tháng chẳng hạn, thì bạn nhấn vào cái này, repeat đây. Còn nếu mà không ấy, thì bạn chỉ nhấn vào là do not repeat thôi. Ví dụ bạn muốn đặt là hàng tuần vào thứ Tư, hàng tháng vào thứ Ba, hoặc là vào hàng năm vào ngày 30 tháng 8 chẳng hạn, thì bạn cũng có thể đặt ở đây. Nhưng mà bạn để hướng dẫn thì mình sẽ để vào đây là do not repeat. Tiếp theo là bạn sẽ tùy chỉnh các cái thông số về gửi cho người ta thông báo này, rồi là mời người ta họp như thế nào này. Thì để mời người khác họp thì bạn nhìn sang cái tab bên phải này, gọi là tab guest nhé. Bạn có thể thêm người khác, người họp ở đây. Ví dụ mình sẽ thêm người họp là một cái email khác của mình chẳng hạn, gmail.com. Bạn có thể gõ vào cái email nào cũng được nhé. Ví dụ cái này, sau mình nhấn enter một cái. Đó, thì đây nó sẽ gửi cái thư mời đến cho cái người này. Tức là người này chính là tức là một cái tài khoản Google khác của mình ấy. Ok, để đây đã. Tiếp theo là bạn sẽ bật cái thông báo lên, tức là notification nhé. Cái phần thông báo này nó sẽ có hai phần, một là bằng email và thứ hai nữa là bằng cái gọi là mục nhắc ở trong Google. Thì bạn có thể chọn email ở đây cũng được, 10 phút trước khi cuộc họp diễn ra. Hoặc là bạn có thể chọn là 10 giờ, 10 ngày hoặc 10 tuần trước khi cuộc họp diễn ra. Đấy là tùy theo cái cài đặt cuộc họp của bạn. Thông thường mình sẽ đặt là 10 phút trước khi cuộc họp diễn ra. Thứ hai nữa bạn có thể add thêm, ví dụ ngoài email ra thì bạn có thể add thêm cái thông báo của Google, notification 10 phút. Vừa thông báo bằng email, vừa thông báo bằng cái hình thức gọi là thông báo của Google. Tiếp theo là tên của bạn. Tên của bạn thì bạn có thể chọn cái gọi là cái theme. Ví dụ mình có thể chọn cái theme màu xanh. Sau đó bạn thêm cái mô tả cuộc họp của bạn vào đây nhé. Ví dụ đây là cuộc họp nội bộ chẳng hạn. Đó, thì cái nội dung cuộc họp này nó sẽ gửi cho cái người tham gia. Sau đó là bạn nhấn vào nút này, gọi là nút save. Đơn giản thế thôi. Đấy là bạn đã tạo được một cái cuộc họp cho tương lai, đặt lịch bằng calendar. Ví dụ bạn kích vào nút save, nó sẽ hỏi mình là bạn có gửi thư mời đến cho cái người sắp tham gia hay không. Ở đây nó gọi này, would you like to send invitation email to Google Calendar guests. Thì mình sẽ nhấn vào send nhé. Send là gửi thư mời. Ok, như thế là xong. Google nó đã gửi một cái email đến cho cái địa chỉ email của mình đấy, hoặc là của người khác, thông báo là bạn có một cuộc họp diễn ra vào ngày 30 tháng 8 vào lúc mấy giờ, nội dung như thế nào, bạn có đồng ý hay không, hay là bạn có đề xuất một cái thời gian khác hay không. Thế còn trước tiên đây là cái Google Calendar của mình nhé, chính là cái email này, chính là Gmail này. Đây nó có cái cuộc họp nội bộ này, bạn kích vào đây, đây là ngày 30 nhé, thứ ba ngày 30 tháng 8. Bạn kích vào đây bạn sẽ xem được thông tin. Thông tin này gồm có ai là host này, rồi là ai là người tham gia này, một số thông tin sơ bộ như này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái email của mình nhé, vào cái email này để mình xem cái thư mời nó như nào. Ok, đây là cái nội dung cuộc họp gửi đến từ cái email kia của mình nhé. Invitation là lời mời, cuộc họp nội bộ vào ngày 30, thứ ba ngày 30 tháng 8 vào lúc 6 giờ 30 tối đến 9 giờ 30. Mình sẽ kích vào đây. Sau đó sẽ có cho mình cái tùy chọn nhé, là mình là chọn là đồng ý tham gia hay không. Ấn vào yes là đồng ý tham gia, ấn vào maybe là có thể tôi sẽ tham gia nhưng có thể không, hoặc là ấn vào no là tôi không muốn tham gia. Hoặc là bạn ấn vào more option là tùy chọn thêm, thì bạn ấn vào more option nó sẽ cho bạn là thêm một cái thời gian, ví dụ bạn có thể đề xuất một cái thời gian khác. Ví dụ mình sẽ ấn yes. Đó. Rồi, và mình sẽ trả lời cho người ta là ok, đồng ý. Ấn vào yes. Nó sẽ trả lời cho bạn là tôi đồng ý tham gia cái cuộc họp đó. Bây giờ mình quay trở lại cái Gmail kia, cái địa chỉ Google kia nhé. Đây, mình tắt đi. Got it rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái Gmail này lên cho bạn xem. Tức là Gmail của cái người chủ trì cuộc họp ấy, người ta sẽ nhận được cái đồng ý, thông báo đồng ý của bạn. Đây, thông báo đồng ý này, accepted cuộc họp nội bộ này. Cái người mà tham gia ấy, người ta đã đồng ý tham gia cái cuộc họp của bạn theo cái lời mời của bạn vào ngày 30 tháng 8 vào lúc mấy giờ. Đấy, đơn giản đấy thôi. Đấy là làm thế nào để tổ chức một cuộc họp, tạo một cái, tức là tạo lịch một cuộc họp trong tương lai với Google Meet, cực kỳ đơn giản. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái gọi là công cụ dạy học trực tuyến này thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.